Xin được chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm. Sáng nay ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Hồng Việt Trương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Song Tiến và Phạm Quang Vinh, nhân viên về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến hai bị can này, trước đó Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Du, nguyên giám đốc ban quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng do ban quản lý dự án này phê duyệt dự toán xây dựng của 3 gói thầu do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Hưng Lợi Lập và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Song Tiến thẩm tra thẩm định, áp dụng định mức hao phí vật liệu cát không theo đúng quy định dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của 3 gói thầu, số tiền chênh lệch hơn 6 tỷ đồng. Sáng ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1989, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc với vai trò chủ mưu cầm đầu. Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm cùng viết cốt phần mềm game bài đặt tên Sóc VIP, sau đổi thành Sam VIP và mở thêm một game mới là Vua Club chạy trên điện thoại có nền tảng iOS, Android và các trang mạng xã hội. Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2021, đã có hơn 6.000 tài khoản được các con bạc lập để chơi hai game Sam VIP và Vua Club. Tổng số tiền các con bạc nạp qua ba kênh lên tới 1.184 tỷ đồng. Tiền hưởng lợi từ đánh bạc được xác định là hơn 200 tỷ đồng. Sau hơn 4 ngày truy xét, sáng nay ngày 4 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ và tạm giữ một số thanh thiếu niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn trên đường Bạch Đằng Như Nguyệt rạng sáng ngày 31 tháng 3. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên khoảng gần 30 đối tượng điều khiển trên nhiều xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố Bạch Đằng Như Nguyệt bên bờ sông Hàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự đã triệu tập lấy lời khai gần 20 đối tượng từ tuổi 15 đến 20 đều trú tại Đà Nẵng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ tang vật liên quan gồm 6 xe mô tô cùng nhiều hung khí. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 221 về việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khai thác tối đa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nhằm phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực, giảm chi phí đầu tư và thuận lợi cho người dân. Đối tượng điều tra của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bao gồm hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư không bao gồm những người đang sống ở khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Theo dữ liệu thống kê của Cơ quan Khí tượng Đài Loan, tính đến sáng nay ngày 4 tháng 4, Đài Loan Trung Quốc đã hứng chịu tổng cộng 310 đợt dư chấn của trận động đất xảy ra rạng sáng qua. Theo thống kê mới nhất, trận động đất xảy ra rạng sáng qua đã khiến 9 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, 96 người mắc kẹt và 48 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa người bị mắc kẹt khỏi các tòa nhà bị hư hại. Phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục sau trận động đất do hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng. Nhà điều hành đường sắt của Đài Loan cũng cho biết không có thiệt hại về người và vật chất trên các chuyến tàu của công ty, mặc dù các dịch vụ sẽ bị trì hoãn do cần kiểm tra để đảm bảo an toàn. Giới chức Đài Loan cảnh báo số thương vong vẫn có thể tăng lên do nhiều người ở vùng động đất sinh sống tại các cộng đồng duyên hải hoặc miền núi hẻo lánh. Vì vậy, phải mất thêm thời gian trước khi giới chức Đài Loan nắm được tổng số thiệt hại trong trận động đất hôm 3 tháng 4. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ mới đây cho biết nguy cơ lây truyền H5N1 từ người sang người là rất thấp. Hôm 1 tháng 4, một người đàn ông ở bang Texas, Mỹ đã được chẩn đoán mắc cúm gia cầm H5N1 sau khi tiếp xúc gần với một con bò sữa nhiễm bệnh. Tuy nhiên, phân tích sơ bộ về chủng virus trong ca nhiễm này không cho thấy đột biến đáng lo ngại.
Đúng vậy, những gì chúng ta biết là loại virus này vẫn rất giống một loại virus ở gia cầm, và nó phải thực hiện những thay đổi trước khi trở thành thứ có khả năng truyền từ người sang người, hoặc thực sự thành công ở động vật có vú sang động vật có vú. Rủi ro đối với hầu hết mọi người là rất thấp. Điều quan trọng là những cá nhân tiếp xúc với vật nuôi hoặc các động vật khác bị nhiễm cúm gia cầm phải kết nối với hệ thống chăm sóc y tế và y tế công cộng để đảm bảo rằng bạn được điều trị kịp thời và được theo dõi. Dù nguy cơ là rất thấp, nhưng chúng tôi vẫn cảnh báo mọi người không tiếp xúc với những động vật đã bị nhiễm bệnh. Cúm gia cầm có thể truyền sang người, song các ca nhiễm cho đến nay chỉ phát sinh ở người tiếp xúc gần với động vật nhiễm bệnh. Liên quan tới vụ không kích nhầm của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ bị thiệt mạng xảy ra vào ngày 1 tháng 4, hôm nay Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã khẳng định lời giải thích của phía Israel về vụ việc này là chưa thỏa đáng. Phát biểu về vấn đề này trước báo chí, Thủ tướng Australia kêu gọi phía Israel cần phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, đúng đắn và công khai minh bạch kết quả điều tra với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của những nhân viên cứu trợ nhân đạo, và tôi nghĩ tuyên bố của Israel rằng đây chỉ là sản phẩm của chiến tranh là không thích đáng. Điều này trái với luật nhân đạo. Luật nhân đạo quốc tế quy định rất rõ ràng rằng các nhân viên cứu trợ phải có khả năng cung cấp viện trợ và hỗ trợ mà không bị đe dọa tính mạng. Đầu bếp nổi tiếng người Tây Ban Nha Jose Andres, người sáng lập tổ chức World Central Kitchen, trước đó cho rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào các nhân viên của tổ chức này được thực hiện một cách có hệ thống và có kế hoạch. Các nhà nhân đạo và dân thường không bao giờ phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Đây là một nguyên tắc cơ bản của nhân loại. Vào thời điểm đó, có vẻ như đây không còn là cuộc chiến chống khủng bố nữa, mà là một cuộc chiến chống lại chính loài người. Vụ không kích đã xảy ra ở khu vực Deir al-Bala, miền trung dải Gaza, khi tổ chức từ thiện này đang cung cấp thực phẩm nhân đạo cho người dân. Các nhân viên thiệt mạng là công dân của Ba Lan, Australia, Anh và Palestine. Theo nhà đấu giá Christie's, cuốn sách Codex Crosby Sorgen ước tính có giá từ 2,6 triệu đến 3,8 triệu đô la. Cuốn sách này được viết bằng tiếng Coptic trên giấy cói vào khoảng năm 250 đến 350 sau Công nguyên và được sản xuất tại một trong những tu viện Thiên Chúa giáo đầu tiên. Đây cũng là cuốn sách được viết vào thời kỳ sơ khai của sách hiện đại, khi con người bắt đầu biết đóng gáy sách. Trước đó, trong thời kỳ cổ đại, các cuốn sách trông giống như cuộn giấy dài liên tục hoặc các trang giấy riêng lẻ. This fantastic thing behind me here. Điều tuyệt vời đằng sau tôi đây là cuốn sách cổ nhất được biết đến trong tay tư nhân, và như dòng chữ trên tường cho biết, đó là một trong những cuốn sách cổ nhất, một trong những cuốn sách cổ nhất còn tồn tại. It's right at that period. Theo các nhà nghiên cứu, cuốn sách Codex Crosby Sorgen có 104 trang. Cuốn sách được viết trong khoảng thời gian 40 năm tại một tu viện ở vùng Thượng Ai Cập. Nội dung cuốn sách rất độc đáo khi chứa đựng những văn bản sớm nhất của hai cuốn sách trong Kinh Thánh, bức thư đầu tiên của Peter và sách Jonah. Một điều quan trọng nữa là cuốn sách là một trong những bản thảo phụng vụ Kitô giáo đầu tiên, được sản xuất tại một trong những tu viện Kitô giáo đầu tiên ở Thượng Ai Cập vào giữa thế kỷ thứ 3, kéo dài đến thế kỷ thứ 4, và một trong những tu viện được Thánh Patromius thành lập. Đây là một trong những bản thảo phụng vụ lễ phục sinh đầu tiên. Cuốn sách Codex Crosby Sorgen được phát hiện ở Ai Cập vào những năm 1950. Điều kiện khí hậu khô nóng của Ai Cập đã giúp bảo quản các trang sách một cách hoàn hảo. Cuốn sách sẽ được trưng bày tại nhà đấu giá Christie's New York, Mỹ từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 và sẽ được bán đấu giá tại London, Anh vào ngày 11 tháng 6 tới. Trước đây, cuộc đua xe công thức 1 Japan Grand Prix thường diễn ra vào mùa thu, cũng là mùa mưa bão với những trận mưa lớn gây ảnh hưởng tới giải đấu. Năm nay, ban tổ chức đã quyết định đẩy sớm lịch sang ngày 5 tháng 4, trùng với mùa cao điểm du lịch của Nhật Bản khi hoa anh đào nở rộ. Đồng yên yếu của Nhật Bản hiện ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với đồng đô la Mỹ, cũng đang thúc đẩy lượng khách du lịch phục hồi sau các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt được áp dụng trong đại dịch COVID-19.
Năm ngoái, giải F1 Japan Grand Prix được tổ chức ngay sau khi dỡ bỏ hạn chế phòng chống dịch COVID-19, nên chúng tôi đã đón một lượng lớn du khách nước ngoài. Năm nay, với sự mất giá của đồng yên và mùa hoa anh đào nở rộ, chúng tôi hy vọng số lượng người hâm mộ quốc tế sẽ ở mức tương đương hoặc thậm chí cao hơn năm ngoái. Để quảng bá tới du khách quốc tế, lần đầu tiên, đường đua đã bắt đầu đăng nội dung bằng tiếng Anh trên mạng xã hội với các gợi ý du lịch và tham quan tại Nhật Bản. Tôi muốn ngắm hoa anh đào và tôi muốn xem giải đua ở Suzuka. Đó là khoảng thời gian rất tuyệt vời đối với tôi. Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời nhất. Cuộc đua tại đường đua Suzuka, địa điểm được các tay đua yêu thích nhờ những khúc cua kỹ thuật và những đoạn thẳng tốc độ cao, đã thu hút lượng khán giả lớn nhất trong gần 2 thập kỷ vào năm ngoái, một phần do lượng du khách nước ngoài tăng vọt.